Hi, xin chào các bạn. Mới đây thì Facebook đã bổ sung một cái tính năng khá là hay giúp cho người dùng vừa có thể chat Facebook Messenger mà vừa có thể giải trí, đó là trò chơi bóng rổ. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chơi bóng rổ. Đầu tiên thì các bạn hãy vào giao diện của Facebook Messenger. Cái trò này thì chúng ta có thể là vừa chơi theo nhóm hoặc là chơi đối kháng solo với nhau. Thì khi mà các bạn đã vào được cái giao diện Messenger rồi thì hãy chọn đến người mà các bạn muốn chơi. Sau đó thì các bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình chữ Y ở đây và chọn vào chữ là ký tự hình ảnh và chọn đến cái icon của hình bóng rổ. Hồi nãy thì mình đã chọn rồi, nhấn vào đây. Và sau khi mà các bạn nhấn xong thì các bạn hãy gửi cho người bạn của mình một quả bóng rổ. Và sau đó hãy nhấn vào cái quả bóng rổ mà các bạn vừa gửi. Nó sẽ hiện ra một cái giao diện để chúng ta có thể chơi bóng rổ được. Nếu mà bạn nào còn đi học đại học như mình thì có thể là dùng cái trò này xả stress trong những giờ giảng đường căng thẳng học Mark Lenin hay là quân sự gì đó. Trò này cũng khá là hại não đó, mình đã chơi khoảng 10 lần rồi mà bây giờ mới được có 4 điểm thôi. Nó cũng khá là giống với là Facebook Messenger. Hôm sau thì mình sẽ gửi cho các bạn những các thủ thuật hay liên quan đến smartphone. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn có những giây phút thoải mái giải trí cùng với cái trò chơi này. Bây giờ thì mình sẽ phải đi tập để solo với các bạn của mình thôi. Nó đang thách đấu của mình rồi, hình như sếp mình cũng đang thách đấu mình hay sao ấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.